cha biết ha, cha giới thiệu đó, hèn chi cha giới thiệu đó. mới tháng không, một năm chị. Dạ. Nói với tôi mà. À, thế à? À, gia đình đó. Nó lớn lên anh Dương, anh bị điếc luôn rồi. Tai biết mạch máu não mà vậy đó, ghê chưa. Dạ. Anh bị bao lâu rồi? Nè thầy nó lớn là chút, tại anh bị nó cứ một bên tai nghe á, ảnh không có nghe được. Vậy rồi em nói anh, cái này thầy hỏi anh là anh bị bao lâu rồi? 10 tháng. À, 10 tháng. Bây giờ đứng dậy đi được không? Đứng dậy không được không? Hơi khó khăn. Rồi phải đè nhiều. À, đó. Rồi anh thử bước vài bước coi. Rồi. Rồi. Rồi được rồi. Tất cả những cái đây không có. Đang không đang lấy cho mấy khăn. Ừ.
Tôi không bị mổ, không bụng á. Mổ đây hả? Dạ không, mổ cái mi mắt hồi trước mổ bị sập xuống này, xong rồi bệnh viện nó mổ, nó ngồi không biết tại vì cái lông mi nó trong đôi mắt đó. Cái đâu có gì đâu, đừng sợ. Rồi nhắm mắt lại đi. Vậy dài, một hơi dài. Rồi, hít vào tí. Đừng vỡ nha. Rồi co lên. Co lên. Cứ từ từ. Cứ thả lỏng nha. Nhớ cái này chứ. Nhìn nhớ lên. Đó. Đau không? Đau. Này nó mất xíu rồi. Là phải có cái chồm đá vô mới được. Ngày chồm chắc 2-3 lần mới được. Người nhà không biết có chịu làm không? Chồm ở nivô nào thế? Không, chồm gan thôi. Cũng gan thôi. Chồng ba, cái chồng ba là chồng đá thì chưa bao giờ. Quay thằng này, bước qua. Đó, bước lên. Rồi.
bước nữa. Thứ chậm lên. Đó, đó tốt quá. Rồi, bây giờ anh tự đi. Từ ngày anh nói vậy. Rồi, cố gắng đi. Mình lên trên rồi. Mình lên bên tôi nằm khó lên trên. Đó, bước lên. Bước nhỏ thôi. Cái bước cảnh nhỏ thôi. Bước lên nữa. Rồi, bước lên. Bên trên kia. Bây giờ ngó tôi là ngó thầy nè, ngó đang quay, rồi bước cẳng lên, đừng có ngó cẳng. Rồi đó, bước cẳng nhỏ vậy đó, bước tới nữa, bên kia. Rồi, cẳng bên này, cẳng bên này. Đó, đúng rồi, bước bước nhẳng rồi, rồi, bước bên kia nữa, nhìn thẳng. Nhìn thẳng, đó, rồi, tốt quá. Rồi, đứng lại, đẩy cái ghế xuống, cho anh ngồi. Rồi. Đó, ngồi đỡ xuống. Rồi xuống đi, ngồi xuống đi rồi. Rồi xuống. Cảm giác đỡ lên. Đỡ được hả? Đỡ đỡ. Đỡ thì từ từ. Về vợ chườm đá cho. Anh phải ráng để cho chườm đá, tức là để đá nóng ở đây, cũng như cái bu vốt vậy đó. Đó để ở gan. Phải 2 tiếng đồng hồ anh cầm dây. Đó đâu cho mượn cái gói đá đi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.